Em chào tất cả anh chị em, hôm nay lại tiếp tục sale quần áo Linh Mỹ đã qua sử dụng nha anh em. Giá rẻ thì mòn mót thôi, bữa nay gần hết hàng rồi. Đầu live lên một cái quần multicam hàng cấp phát của Linh Mỹ nha. Cái bụng của nó là 112, chất vải caro 8 túi hộp. Dài quần là 112 luôn. Quần này vuông, vuông nha. Hàng cấp phát của Linh Mỹ không có lủng rách, nhưng độ mới là 93-95%. 93-95%. Chốt chúng em con này là 150, mã 12. 150, mã 12. Giá rẻ à. Quần Mỹ bây giờ có 150 à. Tiếp con này thì cái quần này nó mất cái nút. À, hai cái nút. Anh em nào mua nhắc em đơm vào nhá. Chất vải kaki và bụng của nó là 86, bụng này rất là hiếm anh em ạ. Thường 80, 90, 100 chứ còn 86 rất là khó. Dài là 104. Chất vải kaki đều màu nha anh em. Đều màu, có vết in nút một chút nhẹ nhẹ thôi. Chỉ có mất cái nút thôi, chả có bị cái gì hết. Đố anh em đoán được bao nhiêu tiền. Con này nếu như em vừa mới khui ra em bán con này bèo 400.000. 400.000. Nhưng mà con này giá của nó này 200.000 mã 11. Nhanh tay lên. Anh em mà chậm tay phải lên đạn nha. Súng đạn là phải lên, chuẩn bị chờ bóc cò thôi. Ưng là gọi bốc. Chứ anh em mà còn dần dò dần chần chừ do dự là tuột chặt. Con này bụng 80, chất vải caro nhá. Dài quần là 98. Nói như kiểu là em bán đông khách lắm hả? Cứ để đó ngày hai ngày hẳn gọi, hay là chiều hẳn gọi. Có nhiều người gọi chốt hàng bảo vừa mới like hồi sáng mà giờ bỏ hết rồi. Cái này có vết hình nút nha anh em. Anh em cứ chậm tay như vậy mới có hàng, mới còn hàng. Ở đây nó bị hình nút này. Còn mà ai mà nhanh tay thì hết hàng mất, đúng không? Ta phải từ từ để cho em còn hàng em bán chứ. Con này chín nó lủng một lỗ đó thì ta còn 85, nhưng mà cái quần đẹp thì nằm 90-93, 200.000 mã 10. Tiếp một con áo rần ri vải caro anh em ạ. Vải caro hàng cấp phát của Linh Mỹ hết nha. Vai 49, dài áo là 78, 49-78. Một tem hai tem này, con này có vết in nút mà nút nó hằn lủng luôn này nè. Con này cho 85% nữa thôi. Áo thì còn đẹp, chỉ có cái nó in nút thì anh em mà về mà thích in thì cho nó lộ, nó tổ lộ quá luôn, làm cúc nối luôn. Rồi con này là 70-80 kg, 1 2 3 3 4 cái tem, 200.000 tiền tem. Chốt chúng em con này 200.000 mã 9, mua tem tặng áo. Mua tem tặng áo nha. Bữa nay báo cáo anh em là tới tháng 12 mới có đồ đó. Mà vẫn láo lắm. Người ta thường hết hàng thì lo mà bán dính dính lại. Con này là bụng 100 nhưng mà vẫn quất sổ hết luôn. Hết nghỉ, khỏi bán. Con này dài quần 104. Thời gian kéo rề rề là nghỉ khỏe hơn này. Con này nó vết in nút, nó đi cái lỗ này. Anh em cho cái nút nó chui ra đây là thành cái túi nổi, cúc nổi. Quần này mới lắm, đang đẹp lắm. Mà chả hiểu sao nó đi cái nút mà nó bay cả cái lỗ ra luôn. Ở đây có một cái tem tên này, ai mà có áo M65 á, lấy cái tem tên này may vào thêm một cái tem US quân đội này là ok luôn. 250 mã 8. Cái một con áo này là áo Badoxy lót anh em ạ. Ai có áo Badoxy rồi mà chưa có lót, chốt cái lót này về bỏ vào cho nó ấm nha. Con này bị short mùa đông. Size medium regular. Màu cỏ úa. Nói chung là hàng cấp phát của Linh Mỹ á. Nói về Badoxy thì chỉ có thằng Mỹ chứ có thằng nào đâu phải không ạ. Có nước khác nhưng mà em có bán nước khác đâu. Rồi, đều và đẹp chốt cho em con này giá rẻ 200.000 mã 7 luôn. 200.000 mã 7. Bon bon nha. Tiếp một con áo kaki của Linh Mỹ. Con này là vai 50 là 70-80 kg và dài áo con này 80 cao trên 1m7 ạ.
Một US Army à. Bên này có một tem nữa nè. Cái này là giá lao động mà nói thiệt với anh em, nhiều anh em mua đồ này bận, cho anh em bận giao lưu luôn, đừng có nói về bận lao động nha. Một bộ thường cả mấy trăm triệu mà bây giờ bán rẻ bèo. Một tem, hai tem, ba tem, ba tem. Con áo còn 93% trở lên, 7-80 kg, chốt giùm em con này 150, mã số nào? 150.000 mã 5. Mã 5 150.000 là ba cái tem rồi đó. Thành như là bán tem tặng áo, không phải là bán áo đâu. Anh em chỉ nắm bắt cơ hội. Anh em thấy không? Mình làm ăn trong đời cũng vậy, cơ hội nó chỉ đến một lần. Anh em đến một lần tuột khỏi tay, anh em bảo là ngày mai tao sẽ nắm bằng được, không khỏi tuột khỏi tay. Ngày mai là kiểu khác ngày mai. Ngày nay là đúng ngày hôm nay, không bao giờ lặp lại giống ngày hôm nay được nữa. Đúng không anh em? Con này là 198, chất vải caro, hàng cấp phát của Linh Mỹ, 84 hộp, dài quần 106. Asiru, hàng cấp phát nha, đều và đẹp luôn. Đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn, 93-96%, 150.000 mã 6. Tiếp cái quần này là caro của hãng Chuspet, chứ phải caro mà nó dày nghe mà. Bụng của nó là 106, dài quần là 110, đều và đẹp nha, mới keng. Nhưng mà đây dính một chút dơ dưới lai này. Mới keng, chốt giùm em mã 4, 200.000, sale luôn. Quần 7-800, sale 200.000 luôn. Tiếp một cái quần này, vải caro màu đen của hãng Bubber của Mark in Haiti. Chất vải caro màu xanh đen, đẹp. Cái bụng là 96 và căng hết cỡ là 100 nha. Căng hết cỡ là 100 nha. Quần này mới kéo là dài 112, mới lắm. Form này là form rộng á. Form này là form hộp mà form rộng. Chứ không có phải body đâu, 96%. Chốt cho mấy em là 300.000 mã 3. 300.000 mã 3. Tiếp con vàng cát này cũng caro, mới lắm thôi. Hãng Bubber, Mark in gì đây? Indonesia, Ấn Độ. Con này là bụng là 100 và căng hết cỡ 108. Ai to được thì gặp con này nè. Mới keng mới kèng luôn, dài 106. Con này chỉ cần cái hộp nữa là nó đập hộp được đó. 200.000 mã 2, bán sale luôn. Tiếp một cái cuối cùng là con tàu hàm. Nhưng mà tàu hàm này em thấy có một cái gì á, em chưa có ra, nhưng mà mới cầm em là thấy có cái gì đây nhá. Con này thì nói chung là nhìn cái vải ngoài này nó dày dài. Có nhiều anh bảo ủa sao quần áo mà cũng có khôn với có dài mà. Nhưng mà em nói theo cảm nhận của mình là mình ví nó như nó là động vật, nhưng mà mình ví như người ấy. Người khôn khôn thì nhìn cái mặt nó khôn, nhìn khờ khờ như em là nhìn cái mặt nó khờ. Nó lòi, nó đọc ra cái chữ, chưa cần là bỡ tem ra coi, nhưng mà nhìn cái mặt là biết là con này khờ rồi, không cần đọc lịch sử của nó nữa, đúng không? Và con áo nó cũng vậy. Em chưa có coi tem mà em thấy nhìn cái mặt nó khờ khờ đó. Con này là tàu hàm nha anh em. Đấy, ở ngoài nó bị dính dơ này. Nó viết chữ đầy đây nhé. Viết chữ là chữ tiếng Anh nào hóa ấy. Em nói khờ với tính cách là nó so với áo quân đội thôi. Ở đây nó bị một chút lỗi pilot tàu hàm mà không biết nước nào hết nha. Cái tem thì nó mờ mờ này đấy. Xanh thì xanh ô liu, xanh thì xanh ô liu. Em đo vai và chiều dài nha. Con này là vai 54, dài áo là 67. Vai 54 dài 67, 67 là anh em thoải mái bật một con pilot đúng không? Nhưng mà chuẩn xịn, em thừa nhận con này không có xịn nha. Nói về hàng cấp phát của Linh Mỹ thì con này không có cơ. Nhưng mà không biết mắc in nước nào hết, cũng không biết, nó cũng có thể nó là dân dùng Mỹ. Nhưng mà nó thua hàng quân đội Mỹ. Con này là 70-80 kg, chốt cho em 900.000 mã 1.
900.000 mà một ai ưng thì chốt thôi chứ em không ép nha. Nhưng mà em báo cáo thì nói chung là nó so với hàng xịn thôi, chứ còn nó thì cũng tha hồ. Giá mà giá 900.000 này em thấy một con mà Philips của thời trang bây giờ nó cả triệu mấy rồi, đúng không? Một con này thì bán 900.000 á, vậy đó. Ai ưng chốt em cảm ơn và bye, hẹn gặp lại anh em nhé.